Alo, alo. Xin mời quý vị nghe hát thi ở Đồng Giáp nhé. Cho em đi đặt nhờ với. Ôi ôi, đông người thế này. Đây, đặt đôi này một tí đã. Toàn đây hai máy của Toàn hết à? Có ai nữa đấy? Kia ăn cơm rồi ạ. Ơi. Uống nước, đồ uống cho đá là được. Ăn chơi sợ đi mưa rơi thế thì lại kiếm anh nhở đâu cuộc sống thì cũng phải làm đang để lấy cuộc sống bao nhiêu đầy đủ được không mà vui rồi cứ chơi rồi anh công nhận không kệ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
gái đang hát nhảy nhảy. Chị có người đang đứng đi. Chị có người đang đứng đi. Thì ra xin cái nước quá. Sinh hát to, hai chị này giọng hay lắm. Nhưng mà nói to là cái gì? Bạn biết chưa, có biết bạn này không? Bạn này còn già lắm rồi. Lên đây nghe hát CD. Không cần đâu anh ơi, gần quá, anh cứ để cốc cho em được rồi. Được rồi. Đừng để gần quá. Đi làm cho chị thôi.
cần quá. Không, chú bảo này chị đang hát hay nhỉ? Đấy. Không hay đâu. Hay đâu chị ạ? Với tập hát không hay đâu em ơi. Với tập hay hát rồi. Thế là điểm 10. Xem lắm. Nhà chẳng thể không biết là bao nhiêu tôi sai.
đã kéo mà là nghe nhà thì có ốc bàn mới ốc cái mới nghe xin đang đến khẩu mày tí nên nhà chẳng thấy không bị hoạt như nên bộ vị tiêu lộ lơ nhà bộ vị tiêu lộ lơ lừa tiêu lại lơ nhà tôi
tên hai đứa xin kì. Nghe nhà nông trang kéo lư mà lê kéo lư mơ. Nhà ca sĩ mà tòa này ơi tòa ta chỉ con lù này lù nhà ta chỉ con lù lừa này lù ไปป่ะ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 ไปป่